Câu hỏi khác, khi hộ niệm cho một bác sợ khi chết sẽ bị khổ, sợ đói. Con trả lời đừng sợ, cứ niệm Phật về cực lạc, không sợ khổ, muốn gì cũng có, không bao giờ bị đói. Lúc đó bà cụ còn bị đau nhưng không sợ hãi nữa. Vậy con trả lời như vậy có đúng pháp hộ niệm không? Hoàn toàn đúng. Chư vị nói những lời này gọi là khai thị cho người bệnh đây. Người bệnh đang sợ cái gì, chúng ta gỡ cái đó ra. Đích chính là chư vị đang khai thị cho người bệnh đây. Chứ không khai thị, không đem đạo lý gì cao cả. Bà sợ bị khổ, chúng ta nói là muốn hết khổ về Tây Phương. Thì rõ ràng trong cái nói về Tây Phương, tiếng khổ cũng không có, đừng nói là sự khổ. Cho nên chư vị nói vậy hoàn toàn đúng, không có gì sai cả. Cứ tiếp tục nói thêm. Tiếp tục nói thêm, chư vị làm đúng. Hồ niệm là vậy thôi. Đừng.